Ê, mày có nghe tụi nó nói ngày mai ông bà già tụi nó đi ăn đám cưới không mày? Bộ mày tính chơi tiếp hả? Mẹ nó, cái thằng Liêm đã một lần xém cục chân mà nó còn phách lối. Được. Em chăn mùng cho anh rồi đó. Giỏi quá. Em đi ngủ trước đi. Dạ. Anh đi ngủ liền đây. Dạ. Ông, ông nhìn sợi dây này có bằng sợi dây bữa hổm bọn cướp lấy không? Nó mất lần nữa chắc bà đeo hột bự bằng cỡ Cao Thành Dung ha. Cái ông này. Thằng Liêm đâu rồi cả? Liêm! Dạ, con này ba. Chắc ba má đi tối mới về hả? Nè, mày ở nhà coi chừng nhà, không có đi đâu chơi nghe không? Dạ, con không đi đâu đâu. Đi bà. Dạ thưa cậu. Dạ hôm nay cậu muốn ăn sáng món gì? Chà, ngon thiệt ta. Có món gì ngon nói cậu nghe coi. Đâu, nói cậu nghe coi. Dạ có cơm rang, lạc xưởng, tôm khô, trứng gà ướp la, cacao sữa đá. Ừ, cũng được. Đem lên phòng khách cho cậu nghe không? Dạ. Còn sớm. Thằng Trí hẹn mình 9 giờ tới đi bắn chim. Vậy là mình còn dư hơn một tiếng. Dư sức ăn sáng. Nhanh ơi nhanh. Nhanh ơi. Dạ. Vô cậu biểu. Dạ. Dạ cậu kêu con có chuyện gì? Ngồi xuống đi. Rồi cậu nói cái này cho nghe.
Sao sao cậu cho tiền con? Vì cậu có tình cảm với em lâu rồi. Ngoan đi, rồi cậu cho nữa nghe. Nè, ngoan đi cưng. Cậu yêu, cậu cho tất cả mà. Con lại cậu, cậu mà làm như vậy chết con cậu ơi. Nè, không sao đâu, tin cậu đi. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Mà cậu có thừa tiền để làm tất cả những gì em muốn. Đừng có để tôi giận nữa nghe. Ngoan đi. Đừng, đừng cậu ơi. Liêm ơi, Liêm đi bắn chim mày. Mùa này có cu xanh cu ngói bìm bịp đang tấu khúc nhạc đồng quê ở sau vườn nhà mày kìa. Giờ mày mới ăn sáng hả? Hôm qua con Lan nó quần tao te tua. Đừng xạo mày, xác mày như trâu cui ở đó mà té tua. Mày ăn xác rồi hả? Tao đi ngang chợ làm tô hủ tiếu rồi. Ăn nhanh đi mày ơi, chim cu buổi sáng còn giãn. Cây súng đây hả? Bao nhiêu viên đạn? Mười viên cũng tạm được. Nhớ lựa những con đậu gần nhau á. Một phát á là phải được ba con, nếu không là lỗ á. Nó rớt rồi Liêm ơi, chạy lại lượm mau. Con rồi chị? Ba con rồi. Dạ, dạ xin các anh đừng giết chết tụi tôi. Dẫn tụi tao vô nhà, bỏ chạy, tao bắn lò ruột, thở con đạn ra. Đi. Dạ. Qua phòng ông già nó lấy cái súng cho tao. Hai thằng bay á, cứ lo lấy vàng đi, để tao lo cho. Đi mày. Đi. Đi mày. Gom hết nổi cái bao cho tao. Xong rồi. Đi mày. Tao nghe nói mày thích tụi tao chơi một lần nữa. Mày chơi với súng, phải không mày? Được rồi, cho nó lại. Đứng lên. Xin các ông đừng giết tụi tôi tội nghiệp mà. Cho anh bên kia luôn. Xin các ông.
Nhìn gì mày? Ướp mặt với mày, nhìn gì? Hả? Nó chạy rồi Trí ơi. Lấy súng rượt theo bắn chết mẹ nó cho tao đi Trí ơi. Mẹ nó. Nó lấy đạn ra từ hồi nào rồi? Còn mẹ nó. Trời ơi, có gần 100 thỏi vàng. Tao biết ăn nói sao với bà già tao đây hả Trí? Trí. Cái gì? Hồi nãy mày có nghe thằng nào nhắc đến cái tên Thiện qua phòng ông cai tổng lấy cây súng của ông già tao qua đây không? Ờ, có. Có một thằng nó gọi tên Thiện thì phải. Vì là thằng chó đẻ này nó chơi tao nữa rồi. Hết thằng cha thì mười chơi tao, giờ lại tới lượt nó chơi tao. Nhưng mà lần này nó lội cái đuôi rồi. Phen này thì thằng cha mày cũng chết Thiện ơi. Trí. Trí ơi. Trí ơi Trí. Vô đi bà. Ừ. Má ơi, chết rồi má ơi. Cái gì? Cái gì vậy Liêm? Má ơi, lại bị ăn cướp nữa rồi má ơi. Đâu? Mày nói lại coi, ăn cướp ở đâu? Ở nhà mình nè. Con bị tụi nó trói. Nó lấy cái gì? Ở lấy gì? Dạ, nó lấy vàng của má. Nó lấy hết trơn rồi má ơi. Hả? Bây giờ bây giờ tính sao hả má? Được. Má tính sao vậy má? Bà, má bị sao vậy? Đi đâu? Dạ. Cô nhìn. Dạ. Nhìn. Đỡ đỡ bà. Dạ. Đỡ đem vô. Má tỉnh lại đi má. Nè nhanh má. Đi lấy dầu sức cho bà rồi nhổ tóc mai cho bà tỉnh lẹ lên. Dạ, dạ. Nhanh đi, nhanh trời đi. Trời ơi là trời, sao ông trừng phạt tôi nặng nề quá vậy nè trời. Trời ơi là trời. Con ơi là con. Mày giết tao. Mày làm sao mà để tụi nó trói? Còn đám gia nhân, gia nhân ở đâu mà không chống cự? Dạ, tụi con hồi nãy dưới nhà bếp á. Rồi con nghe có tiếng súng bắn ở dưới sau giường. Con đâu biết gì đâu. Con tưởng đâu cậu hai bắn chim. Mày không thấy tụi ăn cướp vô nhà thiệt hả? Dạ, tại con với thằng Trí lấy súng ra giường bắn chim. Tụi con bắn á, bắn được một cái được bốn con cu xanh luôn á. Giỏi mà. Tụi con càng vô lụm. Khi trở ra thì có ba tên cướp bịt mặt y như trên trời rớt xuống vậy á. Trên tay tụi nó còn cầm súng nữa. Nó chỉ vào con, biểu vẫn im vô nhà, không cho bọn này tớ biết. Nó còn biểu con mở tủ, nếu không nó bắt đổ ruột. Vậy là tụi nó lấy hết trơn vàng của má luôn á. Trời ơi, của tao chứ sao nữa của bà. Mày, trời ơi, mày là đồ vô dụng lắm. Mày vô dụng lắm Liêm ơi. Mày là cái thứ bỏ chó không thèm ăn. Mà có phải ba thằng bịt mặt bữa trước không? Dạ. Nhưng lần này tụi nó lòi đuôi rồi ba ơi. Lòi sao? Vì con nghe á, tụi nó kêu tên Thiện, mà kêu tới hai lần tại chỗ này luôn. Nó kêu Thiện qua phòng ông cai tổng lấy cây súng đem qua đây. Con nghe rõ ràng là kêu tên Thiện mà. Mà ý mày nói tức là thằng Thiện con ba Tùng, đúng không? Dạ dạ. À, tuy là tụi nó bịt mặt, nhưng cái tướng của tụi nó con còn lạ gì nữa ba. Nếu quả thiệt là thằng Thiện thì ông trời có mắt rồi. Con đem cái về cho má. Dạ. Con đi.
còng tay nó lại. Dạ. Con tôi nói tội gì mà bắt nó? Đi qua ông cai tổng mà hỏi. Lần này hết đời nghe con. Tại sao các ông bắt tôi? Sao tôi phải lên nhà ông cai tổng? Đi cái chỗ mà hôm qua bọn cướp tôi quay trói thằng Liêm và con quận lấy cả bao vàng, lục soát nhà nó coi nó giấu vàng ở đâu. Dạ. Con đã lục soát hết mọi nơi nhưng không thấy gì hết. Nhà nó nghèo rớt mồng tơi. Nghèo mới đi ăn cướp. Đồng bọn tôi bay kêu mày tới nhà thầy cai tổng lấy súng phải không? Hôm qua tôi ở nhà chơi với bạn tôi, tôi đâu có đi đâu đâu. Tôi không đi ăn cướp, sao các ông bắt tôi? Dẫn nó đi. Dạ. Ông Hương Quảng, tại sao ông bắt con tôi? Đi mày, nhanh lên. Đi. Bà để tôi lo cho nó cho. Bà cứ ở nhà đi. Tao phải chém nó mới được. Má, bình tĩnh má. Thả con tôi ra. Thầy Hương Quảng, trả con lại cho tôi. Tránh ra, tránh ra. Chuyện nó ăn cướp của ai? Hồi nào mà mẹ ông bắt nó, mẹ ông bắt quan quan hay không, đi gặp thằng Liêm với thằng Trí cho biết. Cha ơi cha, anh hai. Nhìn gì? Cha. Con chạy vô nhà, nó bắt con đừng có lo nữa. Dạ. Cứ chờ ở nhà, cha theo anh hai con lên ông cai tổng coi sao. Liêm đâu? Ra đây ba biểu. Dạ. Tụi bay à, kể chuyện bọn cướp làm sao á cho hai ông đây nghe. Dạ, hai đứa con xách súng ra ngoài vườn bắn chim mà tụi cướp á rình ở ngoài vườn lúc nào không biết. Tụi con bắn chim nó rớt trong đám mua tùm, rồi tụi con bỏ súng nhảy vô lụm. Không ngờ tụi cướp núp ở đâu đó, nó cướp súng của thằng Trí dựng ở gốc cây. Nó buộc tụi con phải đưa ba đứa nó vô nhà để lấy vàng, nếu không á nó bắn đổ ruột. Nó lấy cả một bao vàng, nhưng nó kêu tên một thằng mà con biết á, đó là thằng Thiện. Nó biểu là Thiện, mày qua phòng ông cai tổng lấy cây súng qua đây. Khi nó cướp nhà ông, có đứa nào tên là Thiện không, hay bất cứ tên gì? Có gọi thằng tên Thiện, nhưng không biết nó làm nghề gì, nhưng chắc là có thằng tên Thiện. Vậy là thằng Liêm kể đúng rồi đó. Tên Thiện này ở đâu, làm nghề gì? Dạ, nó là con của thằng Ba Tùng ở cầu Bóng Me, học ở Cô Le, Đờ Mỹ Tho. Bà biết gì không? Tôi đi ngang nhà ông cai tổng thành ngái vô nè. Tôi thấy họ bắt con trai của ông Ba Tùng á. Trời ơi, ép dữ vậy đó hả? Thằng nhỏ học ở Cô Le, Mỹ Tho vừa về nghỉ hè chứ đâu. Bị vô tội ăn cướp vàng của ông cai tổng mới là hết chỗ nói đó. Ừ, nó nó lại đưa học trò à? Thành kiểm nó tốt, cái đồ để nước làng ông hồ này á. Tao vô cho nó tội ăn cướp mày lại vô lý hết chỗ nói với mấy bà. Tôi á, nghe vậy nè, con ông cai tổng nói với một trong ba đứa rồi, có một đứa tên là Thiện á. Trời wow, hèn chi. Nên là con trai ông cai tổng mới quả quyết nó là thằng Thiện. Con ông Ba Tùng á là ăn cướp nhà nó, mới báo với ông cò, ông Trực nên bắt nó làm quận gọi vậy. Chết rồi, ơi, nó dữ vậy em. Chết mẹ. Mày nghe không Biện? Cái tên Biện của mày á mà do tao biểu mày chạy qua lấy cây súng con cai tổng đó. Thằng chó chết. Con cai tổng nó nghe lộn tên Biện của tao, thành ra tên Thiện. Thằng con chú Ba Tùng. Trời ơi, thằng Thiện nó là bà con của tao. Cái tên của tao á hại cả cuộc đời nó rồi.
Mẹ nó, tụi mình bị họ khích bắt, riết rồi đâm ra ăn cướp thiệt. Mà tôi nghĩ tụi mình ôm cả đống vàng, sống chống chui chống nhủi, ngẫm có sướng ít gì đâu hả tụi bay, mà vô tình hại cả cuộc đời thằng Thiện, con của bác Ba Tùng nữa. Chắc tao phải đổi tên quá. Không cần phải đổi tên, mà tụi mình phải đổi cuộc sống kiểu này của tụi mình đi. Đổi kiểu nào và bằng cách nào đây? Má nó, nếu không có mấy chị đàn bà đi chợ này thì tụi mình đâu có biết được có một gia đình chịu trách oan do tụi mình gây ra. Theo tao, tụi mình phải giải cứu mạng thằng Thiện trước. Bà con với mày đã biết. Tao cũng muốn lắm, nhưng mình làm cách nào đây? Tao hiểu rồi, phải cứu thằng Thiện bị oan. Nếu nó chết thì tụi mình là kẻ giết nó, chứ không phải là thằng chó chết liêm đâu. Cho nên theo tao có hai cách. Nói nghe coi. Một là chúng ta lại ra tay lần nữa, nhưng phải biết đích xác bọn chúng giam giữ thằng Thiện ở đâu, rồi ta giải cứu cho nó. Nhưng nó càng bị quy tội ăn cướp thì bọn ăn cướp mới giải cứu cho nó. Không được. Vậy thì chỉ còn cách thứ hai là ta nhờ một người nào đó rồi tính sao. Đánh tiếng cho họ là chúng ta chịu giao trả lại số vàng này cho họ, với điều kiện họ phải thả thằng Thiện trắng án. Đó, chịu chơi không? Nói nghe hay đó, nhưng mà mày tiếc số vàng chứ gì? Sao cái gì mày cũng muốn hết vậy? Rồi, tụi mình cứ chơi theo kiểu đánh đổi đó đi. Nhưng mà nhờ ai đánh tiếng đây? Không nhờ ai đánh tiếng, mà chỉ nhờ họ đưa lá thơ của mình, nói rõ cho họ thôi. Trong thơ mình nói, do có sự nghe lầm tên biện của chúng tôi với tên Thiện, do đó dẫn đến có sự bắt bớ lầm. Chúng tôi giao ước sẽ trả lại toàn bộ số vàng cho ông cai tổng, và ông thả người có cái tên Thiện ra vì anh ta vô tội. Nếu không làm như vậy thì tụi mình sẽ mang tội giết người. Cái đó tao còn sợ tội ăn cướp. Vì ăn cướp của những bọn ăn cướp thì đách có cái tội gì. Tụi bay tính sao? Tao hiểu rồi, làm đi. Nhưng ai sẽ là người thả lá thơ? Giao cho Bảy Sa Bèn đi, nó có chữ nghĩa hơn hai đứa tụi mình. Được, để đó tao. Mày với cậu Liêm đây, căm thù nhau, rồi mày toa rập với bọn cướp, đánh nhà ông cai tổng, lấy bao nhiêu lượng vàng? Tôi đâu phải ăn cướp mà trả lời ông. Các ông bắt lầm rồi. Mày còn chối hả Thiện? Vậy chứ thằng chó nào kêu tên Thiện qua phòng ông cai tổng lấy cây súng qua đây? Tao không trả lời vì tao không biết. Tao không có làm cái gì khốn nạn đó đối với nhà mày. Với mày. Mẹ mày, thằng cha thầy Mười nói mày gồng giỏi nhất, vậy thì ráng gồng đi nghe con. Mày. Mày lấy bao nhiêu kỳ vàng của má tao? Khai ra. Mày. Tôi coi rồi, mất nguyên một cái ô 80 lượng á. Ai giữ số vàng của má tao? Đi đâu đứng lại? Dạ, có người gửi cho bà cai tổng lá thư này. Lá thư có liên quan đến vụ trộm, vụ cướp và cậu Thiện bị bắt, và chú đưa cho bà gấp. Tôi chờ ở ngoài xe ngựa để coi bà trả lời cho người gửi thư này. Đưa đây. Cái gì đó? Đem đi tao coi. Dạ thưa ông, có ông xe ngựa nhờ chuyển thư này cho bà cả tổng. Thằng chó đẻ nào dám gửi thư cho vợ tao? Dạ, người đánh xe nhờ ông coi rồi trả lời để ông ta về nói lại. Mày ra kêu thằng đánh xe vô đây tao biểu. Dạ. Tụi bay à. Dạ con đây ba. Thế nào? Ba đưa con đọc cho. Mày đọc coi đi, viết giống gì đó Liêm. Thưa ông bà cai tổng, sở dĩ có bức thư cấp tốc này gửi đến ông bà là vì có một sự hiểu lầm
Tên Biện là tên của tôi, trùng với tên Thiện. Con ông Ba Tùng mà các ông đã nghe lầm. Biện thành Thiện nên các ông đã bắt quan cậu Thiện. Chúng tôi viết thơ này là để tránh cho các ông việc tra tấn hoặc giết chết cậu Thiện là tội cho chúng tôi và cho các ông bà. Chúng tôi tự nhận là toán cướp. Ba tên bịt mặt đã lấy số vàng của ông bà tất cả là 70 cây. Và có tên Biện chứ không có tên Thiện trong nhóm chúng tôi. Đúng 5 giờ chiều ngày hôm nay, các ông bà phải đưa cậu Thiện đến giữa cầu ông Me và phải cởi trói. Sẽ có người mang 70 cây vàng đến trả cho ông bà. Nếu ông bà chấp thuận thì cho chú hai xe ngựa biết. Chú là cái gì của đám đó? Dạ, người dân. Nhưng tôi đánh xe ngựa nên biết tụi nó. Quả tụi nó có thằng Biện nên nó nhờ tôi làm việc này, chứ không có bà con dòng họ gì với tụi nó hết. Ông thấy sao ông Bu Long? Ông nên hỏi bà cai tổng trước đã. Bà thấy sao? Tôi nó trả mình 70 lượng vàng, mình thả thằng Thiện á qua cái chú đánh xe ngựa này. Tôi nhớ là 80 lượng, mà sao tụi nó nói có 70 lượng vậy cả? Bà thôi, của đổ mà, hút được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy, tôi chịu đó. Tôi thấy bọn cướp rất sòng phẳng. Nghĩa cử này ít thấy, kể cả nước Pháp chúng tôi. Không đời nào bọn cướp lấy rồi đem trả lại tất cả. Ông bà nên làm theo kế hoạch đó. Nè, bây giờ là mấy giờ? Dạ, 1 giờ trưa. Còn 4 tiếng nữa. Từ đây tới cầu ông Me mất bao lâu? Dạ, khoảng 1 tiếng thì tới. Được rồi, chú mày về nói với tụi nó là tao chấp thuận. Đúng 5 giờ chiều nay gặp nhau giữa cầu ông Me. Tụi nó trả tao 70 lượng vàng, còn tao thả thằng Thiện. Dạ, để tôi chạy về cho tụi nó biết liền. Chú Ba tới tụi bay. Ông bà cai tổng chịu rồi. Đúng 5 giờ chiều nay ông bà sẽ có mặt ở cậu Me đúng như tụi bay ra lệnh. Thằng Thiện ra sao? Nó bị con cai tổng bắt trói, tra tấn thằng Thiện tả tơi. Nó đứng không nổi nữa. Tao có chuyện này. Chuyện gì chú hai? Sao tụi bay nói là lấy có 70 cây mà bà cai tổng nói là 80 cây? Bảo quá quý như vậy hay là ấm à? Nhưng bà chấp nhận coi như 70 cây rồi. Trước 5 giờ chú đánh xe ngựa quay trở lại đây. Tụi tôi sẽ đưa bao vàng 70 cây cho chú. Nhờ chú trả lại cho họ. Rồi chờ chở thằng Thiện về nhà nó giùm. Chú nói tụi tôi đã vô tình hại nó, có dịp sẽ gặp lại nó với tinh thần là anh em. Nghe rồi, tao đi đây. Từ đây tới cầu ông Me là 8 cây số, đi sao đây? Thì đi bằng xe hơi. Rồi còn cái thằng ôn dịch kia, rồi còn thằng Liêm, rồi còn cái đám gia nhân yểm trợ nữa. Cho tụi nó đi bộ từ bây giờ đi. Đi bộ mà bắt trói nó thì làm sao tới kịp giờ? Mà mở trói cho nó chạy mất thì sao? Bà mất 70 lượng vàng nữa đó. Thì thôi, tôi nhường cho ông chiếc xe hơi, cho ông chở thằng đó với hai tên gia đình. Tôi với thằng Liêm đi xe ngựa. Thôi vậy đi. Bà chuẩn bị chưa? Má thằng Thiện đâu rồi? Tôi đây. Thằng nhỏ làm sao rồi ông? Nín đi con. Anh hai con không sao đâu. Chúng nó về tới bây giờ. Sao nó không về với ông?
họ sẽ chở nó đến cầu ông Me đến gặp bọn cướp. Bọn cướp trả lại cho họ số vàng mà chúng đã lấy. Đổi lại, họ sẽ thả thằng Thiện của mình ra. Vì theo chú Hai xe ngựa cho biết, có một đứa tên Biện, nhưng thằng con cai tổng lại nghe là thằng Thiện, nên mới ra nông nổi. Mấy giờ rồi con? Dạ, 4:30 đó cha. Vậy là còn nửa giờ nữa là có cuộc trao đổi tại cầu ông Me. Bà chuẩn bị đi. Con tôi đòi lại, chứ chuẩn bị cái nỗi gì. Có chuẩn bị con dao sắc chuối thì có. Còn số tôm với cá dưới ghe ông tính làm sao? Thì mình chia cho cả xóm ăn mừng thằng nhỏ thoát nạn chứ làm sao. Anh ba ơi. Ơi. Chào chị ba. Ngồi chơi thêm. Năm nay nhà anh gặp đại hạn hay sao ạ? Sao hết cha rồi tới con? Sao chàng hạn chứ đại hạn gì? Mà như vậy là còn may đó. Vô. Má thằng Thiện ơi. Ơi. Bà lo nhang đèn cho tôi cúng ông bà, phù hộ cho thằng Thiện. Rồi. Mà bà cũng mau mau đi ra cầu ông Me đi. Tới giờ rồi đó bà ơi. Lẹ lên. Mấy đứa tụi bay giữ chặt nó, có chuyện gì tụi bay mất đầu á. Thiện, con. Thiện ơi. Thiện, má nè con. Nè, bà này là ai? Tránh ra. Tôi là má thằng Thiện. Nó là con tôi. Trả lại con cho tôi. Anh Thiện ơi. Anh Thiện ơi. Anh Thiện ơi, anh Thiện. Chạy đi đâu? Trời ơi, họ tra tấn anh. Cái người là quân đốn mày. Chuyện ám hại người ngay. Cái con này gan trời. Trói cổ lên cho tao. Dạ, khoan đã. Đây là cuộc ngã giá của những tên cướp, mà tôi là nạn nhân, không liên quan tới cô ấy. Dạng đi. Dạng đi. Dạng đi. 70 lượng đây. 70 lượng đây. Ông bà cai tổng tới nhận giùm. Bà lời lấy lẹ lên. Theo thỏa thuận, bà đếm số vàng đi. 2, 6, 8, 20, 22, 30, 42, 48, 50, 56, 62, 68, 70. Đủ 70 lượng rồi. Đưa thằng Thiện tới tận tay tôi. Tiền trao cháo múc. Nè, mở còng thả nó. Anh Thiện. Bà đếm kỹ 70 lượng chưa? Đủ rồi. Về nhà rồi đừng có nói rồi. Thôi mà ông.
bay biết không? Đây là cơ hội để nó trả thù tao đó. Nó quýnh như vậy nè, vô đây nè. Như vậy đó, biết sao không? Cái nữa, thấy không? Ừ, nhưng mà không có sao, vỏ gồng mà. Nói gì với bà rồi? Lo làm cái gì? Bây giờ bà lo làm món gì hay nấu nướng cái gì đãi bà con với nó ăn một bữa cho đã. Ở đó mà khóc. Chết rồi. Nó còn. Cái gì còn anh hai? Đừng ơi, nó còn. Chú hai, tôi gửi chú phần này ăn lấy thảo. Và cho tôi gửi lời cảm ơn tụi nó đã cứu thằng con tôi thoát chết trong gang tấc. Chú hai nhớ nói giùm tôi nghe chú hai. Được rồi, tôi nhớ mà. Chúc anh chị và cháu Thiện hai chữ bình yên nha. Tên anh cả cộng sản Nam Kỳ Tôn Đức Thắng trong vụ án Bạc Bia đã bị kêu án tử hình cuối năm 1929. Qua hai lần chống án và với sự trợ giúp của luật sư Jacobi, từ bản án tử hình, nay Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn mở lượng khoan hồng đã giảm tội tử hình xuống 20 năm khổ sai chung thân, đày đi côn lôn. Qua bản án đường Bạc Bia, Sở Mật Thám Đông Dương cảnh báo cho chính quyền các cấp rằng đây không phải là sự kết thúc mà điều đáng lo ngại cho an ninh của chánh phủ Pháp ở Đông Dương, rằng đó là sự khởi đầu đáng sợ của một phong trào cộng sản từ Nga Xô và cả Tàu lan sang. Tin giờ chót, chính quyền Tô Giới Hồng Kông đang tập đã truy lùng theo yêu cầu của nhà đương cuộc Đông Dương tên Nguyễn Ái Quốc, có hành vi hoạt động nằm trong âm mưu phá hoại và lật đổ chánh phủ Pháp ở Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc là tên cầm đầu trường huấn luyện đồng chí của y tại Quảng Châu. Của ba em, cách trong tờ nhật trình đưa cho em đó. Ba em đưa. Dạ. Vậy là đúng như lời của chị Tư và anh Nguyễn nói, năm nay sẽ có những việc hệ trọng mà nổi cộm là Đảng Cộng sản sẽ ra đời. Hai em ngồi đi. Dạ. Dạ. Đây là Hoài, tổ phó của em. Tổ phó, tốt lắm. Hai em đọc nhanh cái này ở đây và ghi nhớ trong đầu. Thank you.
Sếp Đạt. Sếp Đạt bên Ti Liêm Phấu. Ông ta đến đây làm gì? Không lẽ ông ta đã đánh dấu ở chùa này có gì khả nghi chăng? Có chuyện gì vậy anh? Thấy ai không? Thấy rồi, ai vậy? Sếp Đạt, bên Ti Liêm Phóng á. Ti Liêm Phóng hả? Không biết hả? Là mật thám đó. Mật thám? Nó nhỏ thôi. Bây giờ phải làm sao báo cho anh Thiện và anh Hoài biết là có mật thám theo dõi chùa. Ơ khoan, tôi không được phép vô chùa. Chú đi báo đi. Tôi ở đây canh chừng. Dạ.